59 thiên, ngày năm 9. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, hôm nay mình mời. 今天我请客. 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 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Ok, ừ, rất vui được quen biết bạn. 好的, 很高兴认识你. 1-2 câu mà thôi. 一两句而已. Người của nơi nào ở Trung Quốc? 中国哪个地方的人? Hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Không 977 309 915. Linh 977 309 915. Cho nên mình còn chưa cài đặt. Suo yi wo hai mei you an zhuang. Sẽ tải xuống xem. Huì xia zài kàn kàn. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Sâu đào hào yếu sân chỉnh là mấy yếu? Nhất định, chắc chắn. Ý định. Muốn uống chút gì không? Yào hơ điểm sớm mà? Được à, được thôi. Hào á. Gọi chút gì? Lái điểm sớm mà?